Phần ăn hôm nay là cá nục, khoai, ức gà, sụn gà, cánh vịt và chân vịt nha. Bắp cải, bột nghệ sẽ tốt cho hệ tiêu hóa của tụi nó. Rồi, lý do mình để cái dĩa đồ ăn xa, thứ nhất là không cho tụi nó chảy nước miếng nha, để gần quá tụi nó sẽ chảy nước miếng. Đây, thấy bắt đầu chảy nước miếng rồi, đưa gần là bắt đầu chảy nước miếng không. Và hôm nay thì Bình sẽ thay đổi cách cho nó ăn rồi Bình sẽ đút cho nó ăn nha. Đây mọi người này, đây là súp nha mọi người, đây là nước súp. Trước khi mà cho nó ăn thì sẽ có nước súp như thế này. Rồi, ok, bắt đầu. Rồi, một con.